cho tạo nghiệp ha. Một người giống thằng bắt gái quá. Dạ vâng. Đi xin đi. Sao? Giờ bây giờ sao không chạy qua bánh đúng không y? Em tính chạy qua đâu mà nãy em chạy qua nhà bé cũng lắm cửa mà kêu có được đâu. Các bạn thấy không, trên đời này thằng nào mà không sợ vợ. Quả quên, thằng nào mà không nhát chết. Chứ không phải sợ vợ, mình làm gì sợ vợ. Vợ bình thường. Sao? Các bạn thấy cái màn tròn ông đó nha. Tôi mình làm tôi bị chớ là. Mọi người ơi, cái đây là màn tròn của chồng em, có chớ chứ không? Cái ngờ đây rồi, vô đây là không ai bị chớ hết á. Đẻ là cái ngờ, nó phải là cái ngờ. Em hiểu không? Thì bây giờ mình chờ mấy người đó chưa đẻ. Giờ mình chờ tiếp. Chờ gì? Chờ thì... mấy bạn như nãy anh nói luôn em. Chờ Khanh với ông nội. Nhưng mà hai tụi đó chỉ là tiền đờ thôi. Hôm nay sẽ có một thằng ăn đòn. Nhưng mà ý là tự nhiên chị phụ nữ với nhau mà mình hại nhau luôn ấy. Thấy hại mấy anh được không? Nhân nhượng với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình. Bạn giúp thì thôi ok. Thông đơn tôi gọi. Mấy chị lỡ nghỉ chơi em sao? Nghỉ chơi thì nghỉ chơi. Ngày mai chơi lại. Mấy chị ơi, cái này là chồng em bắt, bắt em rồi nha. Lý chị. Chị ơi, chị có nghe không? Có, chị đang ở nhà nè. Ủa chứ sao em đi ngang qua nhà chị thấy cửa chị sập xuống vậy? À, tự nhiên sáng giờ ông đi ông bị gì vậy? Tự nhiên ông đi cà phê gì à? Sao ông đóng cửa mà nằm xuống sao ông kêu bữa nay không bán mua gì hết á? Ông đóng cửa luôn, giờ ông cho chị mở cửa luôn. Ê, em qua em có chuyện hỏi chị mà tự nhiên đi qua thấy nhà chị đóng cửa kêu cũng được. Ý là can tiền nha ông. Đó, nhưng mà sao? Ý là em qua muốn nói chuyện chị mấy chuyện chị em á, có anh tên em ngại quá à. Ý là nói anh tên đi chỗ khác được không? À rồi, tí nói em cho chị nhớ rồi chị đặt bài đường chị hòa cho em nha. Dạ. Lại xếp xếp. Vừa là còn chưa? Bè kêu tôi nhát, tôi cho bè thấy là tất cả. Sao nhanh dữ gia đình gì xếp xếp nhanh dữ? Đúng rồi, cái thằng hèn hẹ, cái thằng đó thằng cần chết, thằng cần chết. À quên. Ờ nghe nè, qua được không? Em qua, chị nói anh tên rồi, bắt đầu em qua chị mở cửa nha. Đúng là con đắp nhà có khác. Dạ, em qua liền nha, đừng đổ tên xuống nha, ông chú yên. Rồi, anh yêu như chị đã được. Dạ rồi. Trời ơi, nhà kinh doanh buôn bán mà cứ sập cửa vậy. Má nhờ con chút mà cái gì mà sập cửa không dám mơ luôn á mọi người. Ây dạ. Trời, nhà bật đèn sáng trưng nhà mà cửa sập xuống ai dám vô mua đèn không? Chị Khanh ơi. Có chuyện gì á? Quả thế anh tin đâu? Biết sáng giờ tự nhiên ổng gì sao ổng đóng cửa rộng lên là 5 sáng giờ rồi. Ý là em quen cho mấy công có ông chửi em nữa. Sao chuyện gì chữ không? Ông đó lâu rồi. Không có chịu với em quá à. Em nhờ em út thì đâu nhờ con chút chuyện mượn gì đâu mà ông gì vậy. Biết gì sáng giờ ông gì à? Sao ông nấu cửa mà xong đi lâu lâu rồi. Mà chuyện gì vậy? Ý là chị có nghĩa là cái thằng kia nè nợ tiền em mượn 35 triệu vậy mà nó không trả em. Nó nói chuyện hồ báo với em lắm. Cái sao bây giờ nó mượn dữ vậy? Thì ai biết nó, đại kia nó cũng giang hồ á. Sao không? Thằng không mà cho mượn cửa đó. Nguyên hơn sơ à. Mà giờ sơ mà đi chứ mượn má. Thì vậy mới nói giờ đoạn được nè. Tức cái mình gờ gốm lên mày. Sao? Em sao? Em đòi nó đó em mà cho. Nít. Hả? Nó kêu em vậy sao đi cùng mẹ mày ở đâu tao tao múc mày luôn. Nó nói em vậy á. Sao mà nhắn số điện thoại nó chữ gọi điện chữ. Ủa chứ tiền mồ hôi nước mắt hay sao mà. Chữ với chị em kêu là bây giờ thằng chồng em là coi như bó. Em biết nhà nó không? Biết chứ. Nó kêu em tới nhà nó lụm mấy chân em luôn sao em dám tới. Cho mày đâu. Ông Bi nói bói em, bói chồng con khá lạ phải. Ông kêu em là thâu, coi như mình tích đức tích phước. Nghĩ sạp 35 triệu chị biết, chị biết làm biết bao nhiêu mức dư được nhá. Làm kiếm được mấy trăm ngàn, tự nhiên 35 triệu mà đi tích đức. Điên khùng. Đó, em nhờ má anh em nè, má anh em tìm mình ông đó. Rìu gì? Ông nào nghe tới ông đó, ông bó đi hết mà rìu gì? Chai gì lại vậy? Thiệt á. Em tìm có mấy thằng đàn ông vậy sao nhờ, trời các chị gì sao nhờ. Bây giờ sao ta, bây giờ em đòi á là em cũng chú nó dữ lắm á. Em nó không trả là không trả. Nó không trả. Đi ông, đi
mày thách thức em mà. Mấy mày đưa cái hình để tao coi thử biết. Đứa nào mà lười dữ ấy. Lười lắm. Mày gọi điện chửi chết mẹ đó biết. Em chửi luôn. Em đâu sợ đâu, em chửi luôn. Gọi điện lên đó chửi. Cỡ thằng đó ấy, em chửi cái một. Gì đâu vậy bác? Nay thời đại nào rồi mà còn nợ tiền không trả kiểu đó nữa. Alo, cái thằng kia. Alo, nghe. Mày trả tiền chị? Mày trả tiền cho tao không? Thì nó dai ai đâu xù đó bà chị. Mới ra, không mới ra mà gì đâu. Bà chị đòi gấp thế bà chị. Trời, đồ chai giang hồ mỗi người. Nó giang hồ mà, nó đỡ cú đêm luôn à. Cú đêm mà. Ê, mày trả tiền cho tao nha. Địt con cha. Chừng nào mày trả tiền cho tao. À bà chị nói thế bà chị, bà mình chị cho vay mà ngủ quên, mình cho mượn tiền mình phải á. Khi nào có em này trả chứ sao. Mày biết bà chị này nóng tính đó nha. Mày biết bà chị tao là giang hồ thứ thiệt không? Bà chị đại Quy Nhơn á, mày đừng có tin, mày đừng có giỡn nha. Giang hồ giang hát cái quần què gì bà chị, thì thằng này có xù ai đâu, thì nợ dai chứ. Nợ dai phải trả, cái chuyện nào đàng hoàng nha. Nghĩ sao mà khi nào có trả kêu sao bà chị này nóng tính đó nhờ. Mà chứ tiền người ta mà chừng nào có là trả là sao ba? Đó, mày nghe chị tao nói chưa? Người ta không làm ăn sao mà chừng nào có rồi trả? Tiền muốn mượn là mượn là sao? Cái thằng này mới trong tù ra mà. Trong tù chứ nó làm gì trong tù sao mà không được trả? Gì cứ hem trong tù vậy he? Trong tù ai sợ? À, làm gì sợ? Bà chị tao không có sợ đâu nha. Trong tù mà có ai đâu sợ? Đó. Trong tù mà có ai đâu sợ? Đó, nghe chưa? Bẻ là cho trong tù thôi mà. Bẻ cho vay á là hỏi là ở đâu không? Ở đâu kìa? Bà chị tao kêu ở đâu mà tóc mày lụm kìa. Thế anh nói mượn tiền người ta mà anh nói không được á. Mẹ thằng này chấp pháp. Nó kêu nó chấp hết, nó thách thức. Mày dám thách thức chị tao ấy, tao hiện mày 288 mua gia tự mày tới đi. Mất vậy. 288 mua gia tự. Ở Quy Nhơn hay là ở khu vực nào? Ở Bình Định, mày tới đi. Mày tới đi, bà chị tao bị lụm hai cái cẳng mày luôn. Anh nói mày nghĩ tao ngu quá hả? Tao đẹp cho tao đâu có ngu vậy. Tao đẹp mày không tiêu cả. Tao chắc đẹp. Mày xuống đây, mày tới đây tao trả này. Trời ơi, mày nói chuyện. Mày gặp chị tao là mày tới số. Mày gặp bà chị tao là mày tới số hả? Vậy mày. Rau, mày đợi đó, chuẩn bị tao tìm tao mày. Chua. Quá, mà nãy giờ em quay bé. À thì thấy hồi sáng giờ em hỏi để em thử làm má anh em. Có gì đi đòi nợ giùm em mà nói chung ai bản lĩnh hết đó mà nãy giờ em quay thử thái độ của chị là em thấy chị đúng là chị đại luôn. Các bạn lĩnh giúp đỡ cho em. Sẵn mẹ em quay luôn nè. Có gì đâu mà phải sợ. Có gì đâu. Giờ đỡ em cho ông bị em không coi ông đó. Đó chị nè. Chồng con mà không vô được rồi. Đi qua nhờ anh chị đó, nó thấy anh chưa? Chị mà còn nói chuyện như vậy mà trong khi chồng em nó không em ơi bỏ ba. Mượn tiền làm gì vậy? Nó xem đi xăm mình mà đi mượn tiền. Nó xem biết lưng nó luôn, 35 triệu. Xít từ trời xuống dưới cái mặt nó còn không chừa ra luôn, xem cái mặt nó luôn. 35 triệu. Chứ nó đâu có hiền, nó trả tiền em là nó cũng thú dữ chứ nó đâu có hiền đâu chị. Vậy. Nó kêu bây giờ nó đi xem mà nó không có nhà bạc nào hết á. Nó xem đẻ rồi nó mượn. Sao hồi nó đi tù? Nó đi tù này, nó nói đi tù đã 7 năm. Thì nó lủi người ta nó đi tù cho. Thì nó lủi người ta nó đi tù cho. Nghĩa là ngày xưa nó cũng xem có nửa chừng à. Nó thiếu tiền, cái nó mượn tiền người ta đi xem. Nó đi xem xong cái nó người ta tao đòi nó không trả, cái đòi ba bốn người tao đòi dài quá cái nó lấy cái nó lùi cái nó đi lù luôn. Nó liều mạng nó làm gì có tiền. Nghĩa là nó mất có nữa à, xong ra tù cái bấy năm sau ra tù nó mượn em nó xem nữa. Cái gì mà em cho nó mượn tiền đấy. Ủa thì cái thằng cái ông xem nó là bạn em. Là đâm người ta. Thì nói chung là nó dùng dây á. Nó đâm cái ông mà đi đòi nợ nó. Thì nó lụi người ta này bệnh viện rồi nó đi tù 7 năm cho người ta chết ông đi nó đi luôn chứ có đâu nó gì hả? Mẹ không sao? Mà thâu chị nói này chị nhiều cái pháp luật hết trơn á. Mình cũng đúng rồi. Cái như vậy. Nhưng đúng mà không? Nhưng mà thằng này nó không có sợ pháp luật. Nó kêu là hử? Báo gì? Thằng nó có sợ ai đâu báo. Báo công an người ta có công an mình người ta trả. Báo công an nó tới nó lụi nữa, nó lụi mình nó đi nữa bây giờ. Thằng nó cho liều mạng mà không sao đâu. Hồi nãy em nói là tao có bà chị đại với lại anh chị tôi đại ở Quy Nhơn là nói là máu mặt là nó nghi là nó sợ. Gì chào một gơ mới đầu năm đầu tháng á, mới
Không, nó nghe tao chửi tự nhiên nó sợ. Nãy nó không dám lên thằng, nó kêu dòi xuống đây là em biết nó riết rồi. Xuống đó cho nó làm bậy bạ. Nhưng mà không sao, nãy em nói là 288 mua gia tội rầu. Chị. Thì nãy em nói đó. Em chứ nó qua nhà chị chơi, qua nhà em á. Lên đi trả tiền cho em cho. Nhưng tự nhiên nó kéo qua nhà chị. Có chị anh tin em dẫn chứ. Ủa? Cho vô nhà em có mình em sao em dám. Em đòi tiền công con bí mộng đâu có làm gì được đâu. Em kêu qua nhà chị. Thì nãy chị nói chị giúp em đòi nợ mà. Ủa, thiệt quá, thiệt à. Quá. Thì nãy chị nói chị đại mà. Ý là thì nhà chị cho cầm đồ đó, nhà bán đèn này nó vô á, chị lấy đèn chị chiếu cho chết cha luôn. Đèn đèn đi trời cũng không. Rồi lỡ cái chuyện gì sao? Anh xuống đây nghe nè. Xuống giúp giùm em chút đi. Cái đầu nó chưa mượn tiền không trả cái đầu luôn không anh chứ mày nữa là bác sau này mày nhai như bác tự sát tao đây giải được chưa quen luôn á. Anh kêu giang hồ ra đó. Ủa cho anh tìm máu nói với em là kích cái đầu mà đó mình người ta mượn tiền mình phải trả cho mình vô. Không, anh lại mày à bé mình đi về giống cái tao đâu biết cái nguồn tiền mày nợ nào làm sao đâu mà tới những giờ này quá. Anh Tino anh đóng cửa rồi mà ai mở cửa lên cho vô vậy? Em á. Chơi bán đèn mà đóng cửa chứ vậy? Không đào đào trước nhà đâu. Nè, coi, ông anh mình nè, mọi người nghĩ sao anh em nó vô cái thường thớ khó khăn vậy mà cũng không cứu giúp được. Hồi trước thì được, còn nay anh con cái rồi, thấy không? Hai đứa con rồi em. Con anh nó sai, vợ anh nó sai vậy. À, rồi có chuyện, cái thằng đó đi mà đâm nữa. Nó đâm mấy thằng đi đòi không mà, nó đâu có đâm chủ đâu. Cái thằng đó nó nợ tiền người ta là nói chuyện như ông nậu á. Mày thấy cái mặt thằng đó là... Nó, mày nghĩ sao hồi thằng nào mà nợ tiền người ta đi quen nhà ta tìm không? À, nó liều mạng mà, nó ý là do em cho địa chỉ anh á. Không mấy bãi chứ. Tao ngươi thì cả Sida nữa, đang có cái dòng Sida nó liều mạng lắm. 35 triệu mà trời, sao bỏ được. Hồi nãy anh nói sao? Còn hơn là mày đi về tao nói thiệt, bây giờ là em đi về đi. Anh cho số điện thoại mà bên công ty thu hồi nợ á. Em bán lại, ví dụ 35 triệu em bán lại tầm không, em bán lại tầm 10 triệu. Ý là anh đứng ra giùm em. Thôi chứ giờ em... Mày gì tao bấm cửa. Đi về đi. Anh con cái rồi đi về thì giúp đỡ giúp em đi chứ. Không gì anh nó bấm cửa nha là phải ở đây luôn hả? Chứ tao nó que cái công rồi hả? Chút mày nó que á, nó máu nói mẹ nãy nó đóng cửa đi. Không. Nó que đây nó trả tiền mẹ anh tin. Chị đại mà chị nói anh tiếng hay chứ. Anh thôi về bác công an đi. Về bác công an đi biết. Báo chi nó đâu có sợ công an đâu. Bây giờ em nói chị nè, chị có báo công an thì nó ra đường ở thấy mặt chị nó cũng lụi à. Chị biết chị. Nè em gửi hình chị cho nó rồi. Chị em kêu là bà chị của em là chị đại nè, đến nó có nhận ra không? Hồi xưa thì sao không được. Nay mẹ anh nói em rồi, bây giờ là con nợ nó còn hơn chủ nợ nữa. Em kêu là em cho gì vậy ba? Em kêu là nhà chị ta bán đèn mà lên đây bà chiếu chết cha mày luôn á. Đâu làm sao ta dám bán nữa mày, con quỷ. Tạm thời không gặp nhau năm đi. Cái gì vậy anh? Không có đi gì đâu, tự nhiên chụp hình. Sao tự nhiên chị gì hả? Chị nói chị không như tự nhiên mà chụp hình tao chơi. Tao muốn tiền mày có cho tao mượn mà tự nhiên chụp mặt nó muốn tiền mày mày đi chụp hình tao. Con khổ mặt ghê. Chứ giờ sao? Con điên mà hả? Ôi là kêu bét gì vậy? Con đi gì vậy? Bét mọt ghê. Bấm con đi gì vậy? Gì đâu á? 35 triệu luôn chị Khanh ơi. Gì tao má? Thôi chiều có gì nó ghi nha chị. Ê chiều nó ghi nó trẻ chị lụm giùm em nha. Khỏi chị làm nhất lụm được. Biết cái gì mà lụm bà? Không, nó nhìn thấy chị nó sợ. Không ấy bây giờ mình nghĩ cao năm biết. Năm sau cho lại. Ý là ý chị. Ý chị. Mớ cũng dám mớ nữa. Nó vô bây giờ mệt rồi ca ca hơn xíu. Chị đi ra đường cẩn. Chị ra đường cẩn thận cho nó nhìn thấy mặt chị rồi nó. Vậy bé. Nó lùi á nha. Bấm cửa xuống đây. Trời ơi gì vợ chồng ghê trả ừ. Chết nữa. A few moments later. Anh Trung ơi. Anh. Làm gì lâu chưa? Tròn được nghĩ mày dịp mày. Ê, tôi ông nghĩ ra nha. Tôi đang làm thiếu ý ông á. Làm gì lâu dưới. Ông không đâu. Đi đâu rồi? Tao giận mấy ăn á bè vô. Cậu đỡ tôi sắp xếp rìu với con giá nha. À vậy nhưng mà ông sắp xếp rìu giá trước đi.
tôi vô tôi nói chuyện với ăn chứ. Đó, thôi bạn ngồi cầm mấy, tôi gọi cho hai tụi nó cái coi. Sao hồi nãy giờ que bên sao? Thì cũng xanh mặt nhá. Hả? Ừ. Khánh nấu báo lắm mà. Thì chị đại của em mà nghe tới giang hồ là cũng thêm cũng tí đá hết á. Rồi, ok ok đó anh. Anh gọi cho lên giá vậy. À, anh tin với chị Khanh nói tháng nữa, năm nữa gặp nha. Đừng quen nhà bé anh nữa chứ. Dạ, người cho luôn ấy. Người cho, bà kêu người cho em à. Em nói nha, đàn ông thằng nào cũng vậy á nè. Anh gọi cho em nghe mấy nhát chết nè. Đồ mà giờ nè mà mày còn nghe bình tĩnh vậy nè mà gái. Chuyện gì không bình tĩnh, không ai làm gì mà không bình tĩnh mày. Ờ rồi, vậy là thằng đó nó chưa xuống nhà mày rồi. Hầu sáng giờ nó quăng nhà thằng tên, cái thằng mạng bét tao đó đi đòi nợ đó. Nó quăng nhà tên hầu sáng giờ. À rồi ok, nếu mà nói vậy rồi ok ok. Đợi đưa nè. Cái thằng hầu sáng ấy nội. Trai nữa mày. Mày nó điên sao vậy? Tao nói hầu sáng con bé nói lại nó không có cho. Đi chơi cho. Nhà chắc lúa mà sao lẹ vậy mày? Bây giờ nè, nó chuẩn bị nó que hoài nhà hăng. Tao que luôn, tao úp luôn. Tao khỏi cần tiền bạc vậy đó, tao. Tao gọi thông không? Có mấy thằng. Nó điên mình nè, nhưng mà mày không que nó xuống nhà mày cũng vậy à, mày có trốn tránh vậy à gái à. Nói không? Mày có mấy thằng nào cỡ nhát 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 mày? Quả wow. Wow, chứ gần rìu với tên đang que mà. Ê, ừ. Vậy, tao á, tao que liền. Hẹn. Mày que mà đáng chịu, tao không biết tao không có nhiều. Mày nghe. Kêu kêu nhiều thằng nhát nhát như mày cũng được, đúng đông đồ hình là được. Không muốn nói đó. Thì ông nhát thiệt mà. Cho nên nói ra nhát cái người ta tin luôn. Tìm ra thằng nào nhát. Cái anh Hân là anh dứng nhất. Rầu messenger gọi không được là rầu là tôi nói chưa cấp nguồn chàng anh à. Mà là gì đâu mà anh rượu giang hồ lắm mà ta. Như đàn anh đàn có em vợ rồi. Con đâu ai đâu mà hố báo nữa chứ giờ khổ em. Mà dưới lại em cũng nghĩ đúng rồi, tiền hay tiền mình đo mà. đổ chuông đồ rượu ở giờ đó đầu sáng giờ nó quậy nhàn tin, bây giờ nó que nhàn hăng nó quậy đây. Quậy chứ thôi rồi tao chạy. Nó quậy xong thằng đá giờ ngáo mà nó ra mày cũng vậy à. Tao lại che không chịu dám lên nhà tao. Vậy thôi giờ mới nhờ mày vô này mà giúp gái rượu mà chạy vô nhà anh Hân làm lần luôn đi. Mà báo cáo ngoan mày hết mẹ. Mới báo cáo ngoan mày. Mất tiền tao sao? Bây giờ nó hẹn nó kêu hồi sáng giờ nó quậy nhàn tên rồi, mà tin mày gọi hỏi tên đi. Bây giờ là nó que nhà anh Hân nó quậy này, mày que mày giúp đi. Vậy tụi bay đang ở đâu? Thì tao gọi anh giá anh tên đồ anh Hân đồ tập hợp thằng đá nó que úp luôn chứ giờ mình trốn tránh nó cũng đâu được. Được đàn anh nói cái là làm liền. Bây giờ anh sẽ gọi cho một nhân vật quan trọng nữa. Ai? Nhiệm vụ của em vô đó để làm gì đi, chuẩn bị có phim hay coi. À, nhưng mà làm gì vậy, tao gọi hai người đó qua làm gì? Giang ơi. Giang. Em nè, em gọi chị nãy giờ luôn á. Ra em có chút chuyện thôi. Chuyện đóng đóng cửa lại cho bác và bạn nghe. Đúng rồi. Chuyện gì nghiêm trọng vậy? Chuyện này nó lớn. Ngồi. Mấy quay nữa. Ngồi. Ý là em quay lại vậy nè, là đợi em vô nói chuyện với trời chồng em nó vô dụng cực kỳ luôn. Nghĩ sao mà người ta nửa tiền em kêu đi đòi kêu không? Đừng em bái bái chứ người ta lùi anh chết đó. Chồng em ấy. Đợi em đặt vô vậy nè, đợi em cớ cho chị nghe thử. Chị có nâu méo điên lên không? Chị là người ngoài á, mà chị nghe câu chuyện đó chị cũng nâu máu điên. Mà chồng em á, coi như không. Bà ơi, 35 triệu nha chị. Mà nợ mình mà sao đi đòi. Để nói là đi đòi nó kêu nóng thích trẻ. Nói em nói là anh ơi anh sắp thu tiền cho em chứ giờ em khó khăn quá. Không thích em. Giờ là nó không trẻ. Xong cái em mới nói là anh ở chỗ nào em kêu chồng em xuống lụm. Ông kêu, mà kêu chồng xuống đây tao lùi luôn. Là ông bém bó luôn. Chú. Ông kêu thâu em thâu coi như mình tích đức tích phước đi. Chồng vậy là không được, tiền đó là tiền của mình. Đó, đợi em quay nhà nè, đợi em gì em đưa cho ông bé em coi. Chị nói cho ông bé không nghe. Anh hiểu không? Anh á, người ta tiền á làm đã khó khăn rồi. Cho nên là mình phải biết trân trọng. Mình cho nó mượn được thì mình lại lụm lại được. Đó. Anh hiểu không? Chứ không phải là chồng dạy bói. Chồng dạy bói. Em hôm nãy giờ mà gặp ông Hân mà mẹ tao mà gặp mấy cái trường hợp đó là ông nhào vô liền cho ông. Đấy nữa, rõ ràng. Mà trong khi em nói ông là em kêu không, đồng tiền là mồ hôi công sức của em không có được.
Ông kêu em này, đi đòi là thất đức. Đó chị, cũng phải đòi không chứ. Đi đòi là thất đức. Đó, thấy chưa? Đó em dìm coi. Ông á, phụ nữ ai cũng vậy hết chứ không phải riêng mình em ổng chửi em mẹ. Anh là bậy bậy nha anh Bi, bậy. Mẹ em điên cái máu cái thằng đó thiệt sự luôn. Nghĩ sao tiền, có tiền thì xem không có thâu. Lấy tiền đi, mượn tiền đi xem 35 triệu. Đúng. Chót nữa không? Mẹ em đòi còn chửi em nữa chứ. Không, cái này phải đòi nha. Cái này phải đòi. Em đòi không được. Bây giờ chị ăn nghĩ cách nào thôi chứ em không thể đòi được rồi ạ. Bó tay. Thì chị em bỏ cuộc quá. Chị là mấy cái đây do chị lấy chồng đồ chị bỏ lâu rồi chứ không thôi chứ cái đây hầu hôm xưa kia mấy người nào cũng kêu chị nhờ chị đi đòi đồ mấy cái đây. Hả? À, cũng dữ dằn lắm mà chứ mày do vậy chị lấy chồng là em vô nhờ chị là đúng rồi ạ. Vậy có gì chị ra mặt giùm em được không? Ý là chị chỉ cần nói là tao chị không biết nè. Mày có trẻ không? Mày không trẻ mày tớ không chịu như tao. Chỉ cần chị nói một câu đó thôi. Cho nên tao có biết chị là ai đâu. Quá dở, đối chị quá đơn giản. Chị là mấy cái thành phần nào mà giật nợ là chị ghét bún ấy. Đúng mày rồi. Mày nói là đều trâu mặt ngựa, đúng không? Mày chồng mình, em chồng anh ơi, mình phải có đức lỡ tâm như con cái nữa chứ. Tại sao đi giật nợ nào? Em nghe em tức. Chị là chị em xã hội với em mà chị nghe chị cũng bên em. Mà chồng em sao? Không bức xúc tiền bạc. Chồng mà chồng sao? Con mà tiền bạc vậy á. Đó em gọi nó, em nói thứ chừng nào nó trả thì vậy em. Mày chồng em mà như tao chồng em mà như anh Hăng đỡ biết bao nhiêu. Sao ông mà nghe tao mà ai em hiền á là ông nhiều cái. Ê cái thằng kia thì con tre mày, chừng nào mày trả tiền cho tao. Chừng nào mày trả tiền. Ủa sao mới gọi chửi dữ bà chị. Ê thằng kia mày có tiền mày té chứ tại sao mà anh mày anh mày nuốt tiền của người ta mà giờ mày không té mày giờ mày té không tao tới nhà tao cào nhà mày nha. Mày nghe chưa bà chửi tao á. Bà chị nóng tính quá. Có tiền mày té sao bà chị. Có tiền mày té mày giờ mày hẹn cái ngày nào mày té chứ giờ mày nói cứ mày hẹn mà không có nghĩ ngày nào cố định hết mà tiền làm sao lắm được tiền mày. Mày đừng có hù. Bà chị tao có sợ đâu, mày đừng có hù ra tù. Thì nó đi tù có 7 năm mà chị sợ vậy. Chị em mới đổi không được đâu. Nhưng mà mấy thằng này nó sợ đi lại lần thứ 2. Đúng rồi, nó đâu có dám đi nữa đâu mà chị sợ. Ê tao hỏi mày là hồi nó, mày dám dập chị tao không? Hồi nó, mày dám gặp chị tao không? Mày dám gặp chị tao không? Bà chị tao là trùm nhân què. Không một người nào dám qua mặt bà. Đừng nói nhân què chứ. Nhân què là bà nào ấy? Con nào ở nhân què ấy? Địa chỉ nhà mình là gì chị? Địa chỉ ấy. Địa chỉ ấy. Đừng nói địa chỉ. Nói cho nó sợ chứ. Nói ở nhân què không? Nói cái tên là cũng được ấy. Con nào ở nhân què ấy? Bà ăn. Bà ăn nhân què. Ai cũng biết. Mày tao đây mày tao số rồi, mày tìm chị tao là mày tao số rồi. Mẹ mày hỏi nhà tao làm gì, giờ mày có gặp tao không? Bà ông là bà nào mà sao hồi giờ chưa nghe tên tuổi vậy? Ê, mày muốn trả tiền cho tao hay là mày muốn chị tao cào mặt mày? Thì nợ dai đâu sầu mà sao? Chị thấy nói chuyện tức không? Chào ơi. Tao chuẩn bị tao gói định vị tao nối địa chỉ mày bước tới đây mày nói chuyện với chị tao nha. Chị tao tấu nào mẹ cũng lên livestream á, mày biết vua thời trang không? Vua, để em nói cho nó sợ. Vua thời trang mày lên mày coi livestream, chị tao tấu nào cũng chửi mày lên đó, mày chửi mày trên live luôn. Nghĩ live bữa giờ rồi. Live tấu nào mẹ cũng like. Còn không bây giờ tao gọi định vị mày qua đây mày nói chuyện. Mày đòi mà nói chuyện với tao, mày hem chị tao mày đi tù ấy. Tao là chẳng qua tao hồi xưa kia nha, tao dữ dằn lắm á nha. Méo mày chị lắm mà chẳng qua giờ tao có con có cái tao nên là tao tu thâu. Không, chị đừng nói chị tao, chị phải hem nói chứ. Mày tới đi. Giờ tao gọi định vị 5 phút nữa mày tới vô. Hay nó tới giờ không? Chứ mình sợ gì nó tới nó trả tiền mình chứ. Nhưng mà hồi giờ em gặp nó chưa, bữa giờ em gặp nó lần nào chưa? Em gặp nó em lạnh mà. Thế mà sao nó đi tù? Thì ông lụi người ta không đi tù. Ý là ngày xưa cũng cái thằng này cái tặc nó hay mượn nợ. Nó mượn mà nó không trả, người ta tức quá người ta tới đòi. Nó không trả nó lụi người ta luôn. Nó đi tù. Ê, nó cái máu điên trong đó nha. Nó máu điên mà, nó liều mạng mà nó đâu có gì đâu. Để sao mày cho địa chỉ nhà tao? Thì nó ra nhà em nó lụi em sao? Chị lại em chứ sao vậy? Sao em khôn được? Thì
thì nhờ chị này, nãy chị vô chị nói là đó chị ra mặt chị đòi giùm em nè. Tưởng đâu cái thằng nào nó hiền, ý là nó bằng cùng chút xíu. Nó hiền mà nó không trả tiền, chị biết nó mượn 6 tháng nay nó không nói một câu nào, coi như là mất luôn hả. Nó giờ còn cái nó kêu là cùng lắm nó điên lần nữa, nó lủi điên lần nữa chứ gì đâu mà nó đâu có sợ đâu mà. Biết ơi biết, giờ tao mới hiểu tại sao chồng mày không ra mặt đòi hả biết ơi. 35 triệu mà trời đồ đâu có đâu nha. Giờ nó vô nhà tao sao mày. Ê tao à, chị đòi chị đứng đây chị nói mày dám mượn tiền của em tao mày không trả. Tao nói chuyện đàng hoàng như mày, bây giờ mày muốn gì? Tự nhiên nó thấy chị nó lạnh nó ra. Chị đòi giùm em đi. Chị đòi được em dẫn chị đi ăn bánh xèo. Bánh xèo à? Bánh xèo đợi ăn bánh xèo của mày chứ tao nó lùi tao mày rồi đợi ăn bánh xèo mày to quá. Lùi đâu mình lùi dở lùi vậy mày. Mày ai biết đâu chị mày... nói đó nó điên lần rồi nó sợ lắm nó không đi nữa đâu. Không, hồi nãy là đang em đó cho nên là muốn nói mấy câu đó thôi. Vậy sao em gọi điện định vị rồi? Chứ sao mày mà. Ờ, nó biết mặt chị rồi, nãy nó gọi qua em gọi mặt chị qua rồi. Dạ. Bây giờ nó không qua nhà chị thì nó ra đường nó thấy chị nó cũng lùi. Tại nó thấy mấy chị rồi mà. Nó chưa thấy mặt em cho nó mượn tiền nhưng mà nó đâu biết. Dạ biết sao chứ không phải nó vô nhà chị đâu nha. Nó vô rồi biết đâu được mày chứ mấy thằng nó béo điên mà. Nhưng mà nãy chắc em thách thức nó tức lắm á. Chắc nào phải lên này cho nên sao nó chịu nấu. Để em gọi nó thử. Cái thằng này nó được cái mơ không mà, nó không dám đâu. Ai biết đâu được mày. Mình cứ mình mấy đứa nó thường thường nó liều lắm nha. Nó được cái mơ nó hù mình không mà. Các mình em yếu tâm lý cho nên là em không nhờ. Nó đi dìa che mày ô. Nó dám vô này là gì à. Thấy chưa nãy nó nghe tên chị nó không dám mấy đó. Cũng có thơ đó. Nghi vua thời trang rén liền. Thấy chưa Ê mày đang đi tới đâu? Mày đang ở đâu? Đang tới cổng thi rồi á. Mày vô thiệt ê. Nghe tiếng gió tiếng xe chạy không? Mày đưa chuẩn bị đồ mày đưa chuẩn bị tới nhà đó nghe mày không? Mày đi về biết không? Mày đi về. Mày đừng có sợ mày, mày ham tao, mày vô đây. Không mày đi về biết không? Đi về giùm cái nợ nặng mày ở đâu ra tự nhiên bây giờ mày kéo vô nhà tao rồi mày ấy ở lại vô nó lủi cho mày. Mình phải mạnh mẽ lên, nó còn trẻ đâu. Em thấy nó cái kiểu mèo nó xuống nước rồi. Nó xuống nước mày nên vậy là mày khen đang nãy mày đòi được á. Đi về tự nhiên đương không bây giờ đương không mày vô mày đưa tao vô mấy cái thớ giày đầu lớn đâu nó vô ấy làm sao mày? Không nó cần... không đi về chị cũng đi đón con đi, cho nó đòi giùm em đi rồi em dẫn chị đi ăn. Không giờ chị cũng ăn uống nhỏ đi mừng. Đi về nha em đi về. Nó biết chị không mà biết chứ giờ tao vô nói à đâu không nấu có nhà vậy rồi chứ chờ chị không biết em luôn á. Không tao sợ lắm biết rồi thôi mày tự giao nước thôi nha. Mẹ bữa sau đừng vô nhà chị nữa nha, tiền bạc đừng vô nhà chị chi nọ. Hai gì ăn trời. Có luôn mọi người. Riêu. Đây. Đâu? Đây. Gì vậy? Đi con che mày qua đây tao nha. Rồi. Ủa sao tao mọi hai cầm mặt quét trong nơi tao thì hết tụi. Nhờ lỡ hết đi Riêu. Gì vậy Bi? Đâu? Nó đâu? Mày cái thằng lão tư này nữa. Ủa tao cào cái đầu che đó luôn, tao cào nhà nó luôn rồi chứ. Ủa mày lao. Mở quýnh nha, tao về nha. Mở quýnh nữ. Tụi mày vô mày đầu e với mày nó điên cùng nha. Bây giờ vậy nè. Tính là tao tính là một mình thôi. Mày mà sao nó ở đâu mà nó lên đi đụ nó hết thằng này tao nó quằng mày nè. Mày thằng tiền nhăn nhóm giờ nó đứng trước nhà tiền nó quậy mày không thấy nè. Bây giờ là tao muốn là anh em mình lụm nó luôn. Thằng đó này nói chung là tao nói tao biết con vợ tao là thằng đó liều mạng lắm ba, em vợ tao phụ nữ mà. Tiền mẹ mày lại tiếc tiền chứ mày khùng sao vậy? Cũng cái thằng đại mó con buổi sáng lại viền gần mũi mày. Thớm rồi này. Về suy nghĩ đi. Đồ mẹ mày kêu tao đập mẹ mày không mẹ bực mình quá. Bây giờ này. Úp sọt luôn, giờ hai cái bẫy núp trong toilet đi. Rồi là tao lùa nó ra đây. Tao với tên lùa ra đây là anh em bốn anh em mình làm luôn nè. Đúng mẹ. Được không? Mờ nó bự không? Cái quýnh lộn mà bự vậy mày đi. Thằng đó nó ốm téo à. Ủa mày đồ ba suốt nha. Núp trong toilet này tao ra trước tao mình nghe. À nó gọi nó nè. Quýt tiếc đi. À mày tới cầu thi rồi đúng không? Rồi. Tới cầu thi rồi anh em. Đó tụi bay núp trong đó. Mày từ từ rơi vô mày. Đâu con đấy. Thấy mày nghe tiếng nó tao yên tiền le le rồi lụm lắm. Mày núp đâu?
Tao với thằng Trang trước luôn á. Tao đâu đi? Tao nghĩ mặt trước mặt sau rồi á. Hiện tại thằng đó đang queo nha anh em. Sự thù hận ở trong người mình đang nấu lên rồi. Nhanh, nhanh. Sao biết tôi mới về không gọi hay vậy? Mày mặc đúng bộ đồ tao nói. Đù, không thì thấy mày luôn. Tao đúng. Đồ này ông giống anh cướp ăn trộm quá. Tao bỏ. Tao thấy ăn đã bỏ cái cục hàng à. Chỗ cái cửa. Ừ. Mày ra mày lấy. Mày lấy xong rồi anh em bán xong chỉ cho ông ăn. Chưa hiểu nói chị mấy bác là bán. Quá thì giá bộ giờ nó ăn giờ. Ê, đồ mấy ông gài tôi trộm cắp báo ăn bắt tôi không? Thì ta các bạn thấy không, nó tròn gì nó nhờ mình được, mình tới lúc mình tròn. Đã nói là tròn là có mấy quay đăng lên idol, ai không biết là tụi mình tròn. Tròn mà bán chú ông thì lấy tiền chia đồ tao, anh mẹ giỡn đâu tao mày không bán. Giờ tao mình nói là ông Hân, tao mình lấy cái đó bao ông cốc xe ông Hân, kêu ông Hân là bán đi hát biom. Đúng thế vậy được không? Thì mình kêu mình bán xong rồi là mình kêu gia bộ rôn giá ăn rìu là nó phấn ông Hân luôn, chẳng ăn ra chữ thí mẹ luôn. Kêu giá nhưng rìu bán à. Anh em muốn là đồ quá em không em kinh lược đi bây giờ nè, mày đi vô trong rồi là tao ở ngoài trước nè. Tao chỉ cần tao thông báo là không biết ăn nó lên nhà trai đánh lạc hướng. Ờ là mày chạy đây. Rồi bây giờ mày đứng đây, mày đứng đây. Rồi đó, tao lên chút tao coi. Thực hiện. Vô. Mày với lại mày bưng lại đây thôi. Ông đi với tôi. Không đi. Định luôn. Má em mất chị ở đâu tao đi. Tao lao. Má mày thấy chưa? Tụi mình phải đoàn kết. Má tao con của mẹ đâu cớ. Thì vậy. Tụi má mày sao nó chuyện. Tướng ơi. Hiểu lẽ gì vậy? Chúng. Thì... Để đâu nha? À, mẹ tao gì hả? Mẹ mày chơi. Bữa sau nhớ thằng nào chưa mặt tao với điều ra. Tụi mày ăn hiếp đâu quá. Định quá mày giá không? Trời ơi, hai anh em mình nó định giá. Bây giờ tao biết mày là đại ca á. Chạy luôn hả? Nó chạy cả cơ luôn rồi. Bữa sau chưa cái tập đi anh. Đi đâu con đây? Trời ơi, nó đính cái ông ơn. Má em chạy đi không cho xí mẹ luôn. Má chạy đi không luôn rồi. Mất không? Rào rào ghê ghê. Đúng quá vậy là chứ đâu mà. Giải cứu ghê con thành công. Sao? Ủa mày vô dám ở đâu? Vô đây phải làm phải số mày sao vậy? À thôi về. Ở mà ra. Ông bà ra. Ông không đi đâu, ông có nhà đâu nha. Ông đi tận thằng em khoe giờ đâu. Ở bà ra, ông bà ra. Đâu có gì mà ông nữa, đi đi, không có ai ở nhà hết á. Tôi có 2-3 con nhỏ lượn giờ, ông mới cửa
lợi với ai hết đó nha. Ủa đây ơi, được đó, ông Hân đi rồi, tìm ông Hân đúng không? Tôi biết mà, nhưng mà ông không có ở nhà. Đây ơi,